Xin chào các bạn lại là gương mặt quen thuộc đã trở lại mùa 3 rồi đây. Tập 1. Nishikata mới mua dụng cụ tập cơ tay siêu ngầu mà các câu lạc bộ thể thao hay dùng. Takagi thấy có vẻ hay nhưng thắc mắc cậu tập cơ tay làm gì vậy? Không lẽ vì muốn ra vẻ sao làm thánh của chúng ta giật mình vội phủ nhận? Tập cơ tay có rất nhiều lợi ích cơ mà Nishikata có kể ra cái gì cũng bị cô bạn phản bác hết. Đang yên đang lành không hiểu sao Takagi cứ đếm 1 2 1 2, thấy bạn thắc mắc thì nhỏ đáp tự nhiên lại muốn đếm theo nhịp thôi rồi quay trở lại đếm tiếp nhưng nishikata nhận ra đây là lời thách đấu nếu không thể theo kịp nhịp một hai đó cậu sẽ thua đã thấy dần dần nhịp đếm càng nhanh hơn làm nishikata bóp muốn mỏi như cái tay thầm nghĩ với tốc độ này takagi sẽ sớm mỏi mồm thôi nhưng mãi một hồi sau cô mới chịu dừng lại bất chợt takagi chia tay ra thì cậu cho rằng nhỏ cố tình làm mình mệt rồi muốn đọ lực nắm tay nhưng có lâu ông mày mới chịu thua nhé nishikata liền đưa tay ra đấu luôn cơ mà takagi chỉ định bảo cậu cho mượn cái tập cơ tay thôi có nói ngày hôm đó nắm tay tớ vẫn chưa đủ hả? Ký ức về buổi xem pháo hoa cùng nhau ở mùa hai chợt ùa về trong đầu. Nhưng sao Nishikata gọi tìm mãi vẫn chẳng thấy cô ấy đâu? Thế rồi cứ hết cảnh này đến cảnh khác từ trong lớp học bay ra bể bơi các kiểu. Rồi cả cảnh anh nam chính của 100% tình đơn phương xuất hiện cướp đi Takagi, xong tự nhiên nhảy sang một nông trại tưởng chừng đã nắm được tay cô ấy rồi, nhưng đó chỉ là cái đuôi trong bộ trang phục bỏ sữa thôi. Kết thúc tất cả bằng một cú ngã khá đau từ trên ghế Nishikata nhận ra vừa rồi chỉ là giấc mơ, hiện tại vẫn chưa hết kỳ nghỉ hè. Hóa ra trong lúc vừa làm bài tập vừa tập cơ tay, cậu đã ngủ quên mất và lỡ mơ lại về cái hôm được nắm tay đi xem pháo hoa cùng nhau. Sau đó hẹn nhau ở bãi đất trống quen thuộc Takagi nói đã lâu không gặp, Nishikata đáp tớ vừa mới gặp cậu trong giấc mơ xong. Cho đến khi nhận ra mình vừa lỡ mùng thì đã quá trễ bị cô ấy nghe thấy rồi, không lẽ là mơ về chuyện hư hỏng sao càng làm thánh của chúng ta khó xử. Còn lúc này đây Takagi muốn cùng nhau đi bộ một chút. Nốt hôm nay là hết kỳ nghỉ hè rồi Nishikata khoe làn da dám nắng của mình hồi đi biển. Takagi cũng khoe vết dám nắng của cô hôm đi biển làm cậu đỏ mặt. Chợt nhớ tới cái lưng của mình vẫn còn đang đau rát vì dám nắng không thể để Takagi biết được. Mình nghĩ cái mà bị nhỏ đập bộp luôn phát nhưng Nishikata vẫn làm bộ chả đau gì hết. Cơ mà Takagi dọa sẽ đập thêm lần nữa thánh mới chịu xin tha mạng. Vậy thì nếu có thể đoán đúng lý do cô gọi cậu ra đây hôm nay Takagi sẽ không đập nữa. Nishikata đáp để trả cuốn truyện tranh Takagi đã mượn lập tức ăn một đánh luôn. Hóa ra có cả luật trả lời sai sẽ bị ăn đòn lại bị nhỏ thao túng tâm lý nữa rồi. Trong khi mình thì đang khổ tâm suy nghĩ Takagi lại nhờ nhơ cười đùa. Mà nhờ vậy đã khiến cậu đoán được lý do gọi ra chỉ vì bạn muốn trêu chọc mình. Nhưng đáng tiếc chỉ đúng có một nửa thôi nên lần này tạm tha không đánh. Cậu vẫn chưa tin thì Takagi nhắc lại mình đã nói dối Nishikata bao giờ đâu. Cô gợi ý một nửa đáp án còn lại đơn giản lắm với lại việc mình muốn làm vẫn đang diễn ra nãy giờ. Khiến Nishikata khựng lại một nhịp thế khác nào lý do gọi ra chỉ vì Takagi muốn được gặp mình đâu. Nhưng làm sao có thể nói ra được cậu buộc phải giả vờ chưa đoán ra Takagi cũng muốn Nishikata xuất hiện trong giấc mơ của mình ghê. Bởi nếu thế thì ngay cả trong giấc mơ cô cũng có thể trêu chọc cậu. Trong khi hai người đi chơi với nhau thì nhìn cậu béo với cậu răng chuột nhạt hết chỗ nói. Về phía lớp trưởng cô đang than thở vì lỡ bị giám nắng nhưng nhìn hai con bạn có đứa nào quan tâm không? Nhỏ con nghĩ đến viễn cảnh giám nắng sẽ khiến ra nhăn nheo và chẳng ấy chốc ba đứa thành ba bà cụ bắt tay vào làm mặt nạ dưỡng da. Trong lúc Yukari đang bôi sữa chua lên mặt hai con mắm kia nó đem dưa chuột cho bọ hung ăn. Mina gợi ý nếu chấm dưa chuột vào mật ong ăn sẽ có vị giống dưa hấu rồi cho lớp trưởng ăn thử. Nhưng mèo nó vẫn là vị của dưa chuột và mật ong. Hôm sau đã chính thức sang học kỳ mới Nishikata đi học cùng Takagi. Cậu có thứ này muốn cho bạn xem nhưng cô thử biết lại là hộp bất ngờ rồi. Cơ mà lần này nó ở một đẳng cấp khác vừa trội hơn trước đây với cái tên hộp dinosaur. Takagi đoán ra ngay trong này có con khủng long hóa ra Nishikata méo biết Diner so nghĩa là khủng long. Cậu con tưởng nó là ngầu giống như khủng long cơ. Tóm lại thì nếu Takagi mở ra mà giật mình là Nishikata thắng còn không giật mình là cô thắng. Ngay khi vừa mở cái hộp bất ngờ một màn pháo hoa nổ lên sáng rực bầu trời khiến Takagi thật sự giật mình. Nhưng đáp lại lời chưa chọc của cậu cô nói được ngắm pháo hoa cùng nhau rồi nhỉ. Rồi không gian xung quanh bất chợt lại quay về đống cái hôm bị lạc và tìm thấy nhau. Takagi chia tay ra cho cậu nắm thì xung quanh hai người giờ đây ngập tràn những cây hoa anh đào tuyệt đẹp. Nishikata đang nói gì đó nhưng tiếc thay Takagi đã tỉnh giấc nhận ra vừa rồi chỉ là giấc mơ, cô thầm nghĩ ngoài đời liệu đến khi nào. Ngay sau đó hai người mới gặp nhau cùng đi tới trường, Nishikata có thứ này muốn cho bạn xem nhưng Takagi đoán ra ngay đó là cái hộp bất ngờ. Uổng công đã bỏ cả bài tập hè để làm thứ này mà thất bại luôn. Tập 2 Takagi tình cờ thấy nishikata liền nấp vội đi cảm giác như vừa thấy cô bạn ngó đầu cậu sẽ vào xem thì takagi đã kịp trốn sau cái cột điện rồi thế rồi cô cứ lén lút bám theo sau nishikata trên đường tới trường lần này chắc chắn cảm thấy có takagi sau lưng đang đi bình thường cậu bất ngờ ngoái đầu lại nhìn mà chẳng thấy ai cả, vội chạy tới đoạn ngã rẽ soi một hồi vẫn không thấy có người luôn. Thì ra Takagi đã kịp truy sang bụi cây phía bên này, lại tiếp tục bám theo nữa nhưng lần này Nishikata khôn ngoan hơn nấp sẵn ở bức tường. Mà sao đợi một hồi lại chả thấy bạn đâu ngó ra đúng thật không có ai liền nghĩ mình chỉ nhầm lẫn thôi. Vô tình nhặt được một viên bi rất đẹp cậu tính tới lúc sẽ chơi trò đoán đồ vật với cô ấy, nhưng đâu biết Takagi đằng sau đã nhìn thấy hết rồi cô chạy một mạch theo con đường vòng bình tĩnh hít thở cho đỡ bị lộ và giả vờ chỉ vô tình gặp nhau trên đường ngay sau đó nishikata thách đấu trong túi quần mình có gì đương nhiên takagi đoán được ngay đó là một viên bi trong khi đó lớp trưởng cũng đang tính làm điều y hệt với mina yukari lén lút bám theo sau lưng ngay khi nhỏ quay đầu lại thì giật mình vẫn trốn đi kịp mà hóa ra do nhìn thấy con mèo nên mina mới dừng lại vút về chút thôi bám theo một hồi nữa lần thứ hai lớp trưởng phải lần trốn nhưng có vẻ như Mina đã nhận ra đang chạy lại gần mà hóa ra mèo phải nhỏ chỉ đang ngắm nhìn những bông hoa tiếp tục là lần thứ ba cứ ngỡ bị phát hiện nhưng vẫn là Mina mải ngồi xem con nhện nước vừa thở vào thì thấy éo nào nhỏ quay ra chào Yukari như đúng rồi lại còn thắc mắc nãy giờ bạn làm gì vậy Mina nói còn cảm giác có cả Sanae nữa nhưng lớp trưởng đâu có thấy bạn ấy đâu trên lớp Takagi tứ dương cảm thấy như hôm nay sẽ kiểm tra cặp sách Nishikata đang ung dung vì chả mang cái gì bị cấm nhưng bị cô bạn hỏi lại khiến cậu hơi hoang mang. Nếu vậy Takagi muốn tập thử kiểm tra cặp, không hiểu sao Nishikata cứ có cảm giác căng thẳng khi lấy hết đồ ra cho bạn xem. Nhỏ còn ra vẻ như cô giáo nữa mới đều, bất ngờ Takagi hét lên tỏ vẻ ngỡ ngàng làm thánh của chúng ta giật mình thon thót. Nhưng chỉ là sách giáo khoa bình thường thôi, lần này đến lượt cậu làm thầy nhất định sẽ trả thù cho cô bạn giật mình. Mà tự nhiên Takagi lại nói hình tượng Nishikata người lớn thú vị ghê, rõ là học sinh còn chưa chọc người ta được, chợt nhận ra cái áo hơi cụm lên chắc chắn Takagi có dấu thứ gì trong này, nhưng tự nhiên được nhỏ mời mở ra khám lại khiến cậu xấu hổ vì đâu dám chạm vào áo của con gái. Takagi cho thời gian 5 giây để đụng vào nhưng đáng tiếc Nishikata không thể làm được, và lại vừa rồi cũng chỉ là cảm giác thôi chứ hôm nay đâu có kiểm tra cặp đâu, rốt cuộc lại bị trêu từ đầu đến cuối, mà đúng thật trong cái áo đó là cuốn truyện tranh mượn từ cậu Takagi mang đi để trả lại. Lại còn bị chơi thầy muốn kiểm tra em lúc nào cũng được nữa, hôm nay là ngày chọn ban cán sự lớp và không hiểu kiểu gì Nishikata với Takagi bị chọn làm thủ thư cùng nhau. Cậu thì chán nản vì mỗi tuần sẽ mất một buổi nghỉ trưa nhưng nhìn Takagi không có vẻ như thế. Trong lúc rảnh hai người đi lượt xem có sách nào hay ho đọc một chút thì Nishikata rất hứng khởi khi thấy cuốn về khủng long. Nhưng không thể bị coi là trẻ con thích xem sách ảnh cậu vội giấu đi, Takagi đề nghị mỗi đứa chọn một cuốn rồi đổi cho nhau đọc thì cậu cũng ok. Do chẳng biết gì nên Nishikata chọn đại một cuốn, nhưng rất bất ngờ Takagi lại lấy cho cậu đúng cuốn về khủng long hồi nãy ra là bị lộ rồi. Ngồi một hồi không hiểu sao Nishikata lại thấy dáng vẻ cô ấy đọc sách thật thu hút, bị Takagi phát hiện làm cậu đỏ bừng mặt phủ nhận không phải vậy. Bất ngờ cô nói tớ thích cậu khiến thánh của chúng ta ngỡ ngàng định nói gì đó, nhưng hóa ra Takagi chỉ đang đọc to lời thoại trong sách thôi. Hết giờ làm thủ thư cô gợi ý tuần sau Nishikata thử kiếm một cuốn sách nào đó mà đọc, nhưng phải ngoại trừ cuốn hôm nay cậu chọn cho mình ra. Takagi thầm nghĩ bởi sợ sẽ bị lộ là chẳng có câu thoại như thế trong sách mất chuyển cảnh Nishikata đang chạy bộ theo thói quen hàng ngày thì tình cơ gặp Takagi đi mua đồ về. Liền bị nhỏ chưa hóa ra cậu vẫn hay luyện tập vậy mà kỳ thi lần trước lại thua mình. Thấy Takagi có vẻ cũng ấn tượng về thói quen chạy bộ của mình làm cậu hơi khoái. Cơ mà nhỏ còn không tin có lần cậu chạy bộ ra tít bãi biển thì Nishikata cay lắm. Quyết tâm hôm nay sẽ chạy tới đây chụp ảnh làm bằng chứng cho xem rồi Takagi sẽ phải khen mình hết lời. Mà thật ra ngay từ đầu cậu đã chạy bộ khá lâu rồi nên giờ còn tới đó nữa đúng chết mệt mất. Nhưng nghĩ tới hình ảnh cô ấy nể phục mình vẫn phải cố lên, cuối cùng đã đến nơi nằm thở hồn hển rồi lập tức chụp ảnh gửi bạn. Nhưng thế éo nào Takagi xuất hiện ngay sau lưng hóa ra cô cũng vừa đạp xe đến đây. Takagi đoán chắc kiểu gì Nishikata cũng tới nên mua sẵn cho cậu chai nước. Lại còn trêu chỉ vì muốn gửi ảnh hoàng hôn cho mình mà Nishikata phải cất công chạy như vậy càng làm thánh của chúng ta đỏ bừng mặt hơn rồi, lại còn bị trêu mặt Nishikata đỏ hơn cả hoàng hôn nữa. Nhưng đúng là chẳng bỏ công đuổi theo tới đây để có thể cùng ngắm hoàng hôn với cậu. Câu nói vu vơ có chủ đích của cô bạn lại khiến thánh của chúng ta tim đập loạn nhịp nữa rồi. Giận lòng Takagi chỉ muốn trêu chọc thôi phải thật tỉnh táo không được bị lừa. Cô khen cậu giỏi thật có thể chạy tới tận đây rồi lại trêu chắc Nishikata đang sướng điên vì được khen. Tập 3 Hôm nay trời nóng quá Nishikata đi học sớm thì lại gặp Takagi đã đến trước rồi. Thấy cô bạn còn phải dùng tay để quạt cậu liền lôi cái quạt giấy ra cho nhỏ ghen tị. Bất ngờ Takagi gạ thi đấu một trận nếu mình thắng thì Nishikata phải quạt cho mình. Còn nếu cậu thắng thì ngược lại. Và trò thi đấu là ai dùng cái quạt làm cục tẩy di chuyển nhiều hơn thì thắng. Nishikata nhận ra đây là trận chiến về thể lực thì chả có gì phải sợ cậu liền dốc hết sức quạt lấy quạt để. Cuối cùng cục tẩy cũng nhích một tẹo nhưng bù lại Takagi đang được tận hưởng quạt mát tiếp theo là đến lượt cô thì chỉ việc gạt nhẹ cái là di chuyển nhiều hơn cậu rồi đừng quên luật chơi chỉ là dùng cái quạt làm cục tẩy di chuyển thánh của chúng ta lại chấp nhận thua nhục nhã mà quạt cho bạn nhưng bất ngờ takagi tiến sát lại gần làm như này thì cả cậu cũng sẽ được mát đúng thật là như vậy gió thổi ra cả hai đứa nhưng sao nishikata có vẻ càng nóng hơn đến đỏ cả mặt rồi takagi lại càng tới gần hơn nữa chạm cả tay vào nhau để cậu có thể quạt dễ dàng hơn chuyển cảnh nishikata đang trò chuyện với hai thằng bạn về bộ chuyện bóng chảy Taka khi đi ngang qua tình cờ nghe thấy, hôm sau tới lớp từ sớm cậu vẫn đắm chìm vào cuốn chuyện cực kỳ hay ấy. Bất ngờ thấy một quả bóng chày lăn trên sàn mà vừa đúng lúc đọc được tuyệt châu mới, Nishikata liền bắt trước tư thế siêu ngầu loại ấy nhưng đáng tiếc đã bị Taka ghi bắt quả tàng làm xấu hổ mất cả hứng luôn hóa ra bị nhỏ gài bẫy nishikata xin bạn giữ bí mật chuyện này đừng kể với ai mà takagi thấy trò này cũng vui liền thách đấu nếu cậu khiến cô đánh trượt ba quả thì sẽ giữ bí mật nishikata bắt đầu tập trung cao độ để tưởng tượng ra một trận đấu quan trọng trên khán đài là những người đồng đội và fan cổ vũ đang trông cậy vào mình với sức mạnh tình bạn cậu đã thành công ném được một quả nhưng takagi bất chợt trêu là câu nói đấy trong chuyện tranh hả làm nishikata bị ngắt mạch cảm xúc nhưng mà kệ cậu vẫn ném bờ một cú nữa và học theo tư thế ném bóng trong chuyện. cơ mà chỉ vì đọc sai tên kỹ năng đã mất tập trung và bị Takagi đánh trúng phóc. Thôi xong cuộc đời đến đây là chấm hết, Nishikata chỉ biết cầu xin bạn đừng kể với ai chuyện vừa nãy. Nếu vậy Takagi muốn mượn cuốn truyện tranh bóng chày đó coi như điều kiện trao đổi, vì cô muốn biết tất cả những gì mà Nishikata thích, rồi cho đến khi mình đọc xong thì hai đứa lại nhập vai vào nhân vật thi đấu như ban nãy. Trong lúc đang than thở về cái nóng mùa hè tình cơ thấy một con mèo ngồi im lìm trong góc tường. Mina vốn rất thích mèo mặc dù nhà lại nuôi chó, với mãi nó không chịu chui ra đang tính bỏ đi thì Sanae lại nghĩ hình như nó bị kẹt. Mina nhất định muốn giúp đỡ bé mèo mà không tài nào với tới nổi, đành phải để lớp trưởng ra tay nhưng một hồi cái cô bị kẹt luôn rồi. Kéo mãi không thể ra nổi khơ mà vừa bị Sanae cà khịa một câu Yukari tự giác chui phóc ra để đáp trả luôn. Bất ngờ trời đổ cơn mưa to ba đứa đi kiếm nơi chú. Đang mải lo lắng cho con mèo bị kẹt thì đúng lúc nó tiến lại gần hóa ra không phải do béo mà là bộ lông bồng bềnh thôi. Cơ mà chưa kịp xoa đầu con mùng lèo đã chạy mất tiêu, ngồi trong lớp ngó ra ngoài thấy trời đổ mưa Nishikata như đơ cả người vì quên mang ô rồi. Chỉ còn một phương án cuối cùng đó là ngay khi tan học cậu vội chạy tới phòng sự vụ hỏi có chiếc ô nào để quên không. Rất may còn đúng một cái để mượn chứ không lại bị Takagi treo là chiếc ô tình yêu nữa mất. Nhưng lúc này Nishikata mới chợt nhận ra mình đã chạy trước mà không nói gì không biết cô ấy đã về chưa dù sao vẫn phải về vội vì chương trình tay ném siêu đẳng và cầu trường trái bỏng đang chờ đợi ở nhà. Mà đi được một hồi Nishikata lại lo liệu Takagi có đem ô không vì phòng sự vụ hết sạch ô rồi, nhớ lại hồi trước cô ấy cũng từng quên một lần càng khiến cậu bất an. Nhưng thôi kệ đi chắc Takagi không quên đâu và lại còn phải về nhanh xem chương trình đặc biệt. Trong khi đó Takagi đang ngồi một mình ở lớp làm bài tập để đợi cơn mưa tạnh thì bất ngờ Nishikata xuất hiện thì ra cho đến cùng cậu vẫn không thể bỏ mặc cô ấy được hóa ra takagi quên mang ô thật cậu tính ngỏ ý mời bạn về chung nhưng lại xấu hổ lảng sang việc khác cơ mà sau cùng vẫn phải nói ra ngay khi được nishikata mời đi chung ô cô liền nở nụ cười như đang chờ đợi sẵn quả nhiên lại bị nhỏ trêu là chiếc ô tình yêu nhưng nhận ra vai áo của nishikata bị ướt nghĩa là cậu ấy đã lo lắng cho mình nên mới quay lại trong khi cô biết hôm nay có chương trình đặc biệt mà cậu rất thích mọi thứ về nishikata cô đều biết hết takagi còn tính lần sau trời mưa sẽ cố tình quên mang ô thì liệu cậu còn đón mình nữa không Nishikata lúng túng đồng ý ngay lập tức bị chiều là chiếc ô tình yêu. Tập 4. Hôm nay dự báo thời tiết nói trời sẽ lạnh nên Nishikata đã mặc áo khoác nhưng Takagi thì chưa. Cậu liền nảy ra một trò nếu bạn mà nói ra từ lạnh thì mình thắng luôn, nguyên một ngày Nishikata không hề dụ Takagi nói ra nó nhằm đánh lạc hướng khiến nhỏ quên đi. Đến giờ về mới là cơ hội cậu liền đố bạn một câu bé nhanh hơn bóp nhưng lại chậm hơn Sam. Nếu ba người chạy đua ai sẽ về chót thì Taka ghi đoán đúng là bóp. Câu hỏi tiếp theo vậy Sam đứng thứ mấy? Nishikata đã tính toán nếu nói ra câu Sam về nhất thì trong tiếng Nhật nó còn có nghĩa là lạnh. Cho này cậu đã học từ chính Takagi hồi trước, nhưng cô bạn rất tỉnh táo vẫn nói câu sam về nhất mà ở giữ lại ngắt quãng một đoạn. Nhỏ con chọc lại cậu định dụ tớ phải không? Chưa dừng lại, Nishikata nghĩ ra cách khác cậu hỏi thẳng Takagi có thấy hơi lạnh không? Bởi Nishikata tin chắc Takagi không bao giờ nói dối mình, cô liền dừng lại mà hỏi nếu mình trả lời là có liệu cậu có sưởi ấm cho mình không, rồi bất ngờ tiến lại gần làm thánh của chúng ta đỏ bừng mặt cuối cùng đành phải chịu thua. Và hình phạt Takagi dành cho Nishikata là phải sưởi ấm cho mình nhưng chỉ là đồ thôi. Sáng hôm sau lại một lần nữa Mina và Yukari đã thay đồng phục trong khi Sana e eh, vẫn chưa. Mina nhớ là đã nhắn tin rồi liền mở điện thoại ra xem thì mới thấy tin nhắn gửi chưa thành công. Nhỏ liền lấy cơ trời hôm nay vẫn còn nóng rồi quyết định sắn tay áo lên cả buổi cho bạn đỡ giận. Cơ mà đến giờ tan học gió thổi lạnh quá phải xin thả tay áo xuống. Trong giờ học Nishikata chỉ chờ mỗi giờ ăn trưa nhưng xui thay hôm nay cả ba thằng bạn đều nghỉ học cả rồi lũ thủy đi ăn chưa một mình tuy được thưởng thức món gà chiên tuyệt đỉnh nhưng đúng là hơi cô đơn takagi vừa rồi đã nhìn thấy cậu nên đi theo và muốn ăn chung với nhau không hiểu sao nhìn bạn ăn cơm lại làm cậu hơi khó xử takagi muốn thi đấu một trận và đặt cược là miếng gà chiên của cậu với miếng củ sen chiên của cô câu hỏi takagi đưa ra là nhân của miếng cơm nắm này là gì sau một hồi suy nghĩ nishikata đoán là cá hồi bởi cậu có nhìn thấy lòi ra một chút của miếng cá hồi ở cục cơm bên cạnh đang tự tin miếng củ sen chiên sẽ thuộc về mình nhưng tiếc thay đáp án là mận khô bởi hai miếng cơm của cô có hai loại nhân khác nhau. Nishikata mất miếng gà chiên mà khóc ròng trong tuyệt vọng để đền bù cho cậu Takagi liền gấp miếng củ sen chiên của mình và dơ lên trước mặt. Thánh của chúng ta đỏ bừng mặt cứ nghĩ bạn định bón cho mình nhưng không nhỏ chỉ đặt vào hộp cơm thôi. Thấy cái vẻ hụt hẫng Takagi còn trêu là cậu muốn được mình đút cho ăn hả. Tuy có chút bực mình nhưng Nishikata phải công nhận vẫn vui hơn là ngồi ăn cơm một mình nên cảm ơn. Takagi hẹn lần sau hãy ăn cùng nhau nữa thì cậu gật đầu đồng ý. Hôm sau đến lớp răng chuột khoe mới chụp được ảnh UFO thì cậu béo méo tin. Thánh kể đang đi bộ bỗng dưng trời sáng lên và ngay sau khi chụp ảnh nó biến mất luôn. Mina tới gần cà khịa cậu vẫn còn tin là có UFO hả thì răng chuột mắng lại biết cái gì chứ. Nhưng vừa thấy Sanae tới bên bạn là cậu ta phải xin lỗi chị đại ngay. Hôm qua trong lúc chạy bộ cô đã thấy cô cậu tự ném cái gì phát sáng lên trời rồi chụp lại. Lúc đó thấy gớm quá nên chả thèm lên tiếng. Trên đường về Nishikata cũng thử học theo cậu ném cục đá lên rồi chụp ảnh nhưng nhìn chả giống chút nào. Nishikata nhận xét UFO thật là lãng mạn, nếu vậy Takagi sẽ giúp một tay hai người vào khu đất trồng ném đá và chụp ảnh. Cô hỏi Nishikata có nghĩ UFO tồn tại không thì thánh thản nhiên đáp là có khiến Takagi bật cười sảng khoái. Còn cô thì không tin thứ đó có tồn tại làm Nishikata nhận xét bạn chẳng lãng mạn gì cả. Hai người lại tiếp tục chụp nhưng nhìn thế nào cũng chỉ ra ảnh cục đá. Nếu Takagi mà là người ngoài hành tinh thì cô sẽ không xuất hiện trước mặt cậu đâu vì không muốn gây ồn ào. Nhưng nếu để trêu chọc cậu thì xuất hiện một chút cũng được. Còn nếu Nishikata là người ngoài hành tinh thì sẽ bắt cóc những ai không tin vào UFO như Takagi. Cô đáp lại nếu là cậu bắt cóc thì cũng được rồi. Bất chợt ném cục đá làm Nishikata suýt thì trục trượt. Nhưng nhờ vậy lại ra một bức ảnh rất hoàn hảo. Cơ mà Takagi cảm giác như cậu ấy trục trượt rồi thì phải và thử ngó lên trời xem sao. Thánh rất phân khích vì mình chụp giống thật nên cuối cùng chỉ mỗi Takagi là người biết sự thật về tầm ảnh đó. Buổi tối Nishikata tới nhà tắm công cộng mà ngó nghiêng một hồi thấy có gì đó sai sai bởi chiều nay cậu mới kể với Takagi là bồn tắm nhà mình bị hỏng. Thậm chí cô ấy còn hỏi rõ mấy giờ Nishikata ghé qua nhà tắm công cộng nên tưởng nhỏ đã ở đây đợi sẵn rồi. Không hiểu sao Nishikata lại có cảm giác rất hụt hẫng và hơi buồn rồi giật mình đỏ mặt. Thánh phải tự chấn an bản thân làm gì có chuyện mình mong đợi được gặp Takagi. Trong lúc mua sữa hoa quả thì giật mình cô bạn mới xuất hiện, dựa vào phản ứng của Nishikata là Takagi biết vừa rồi cậu đã tìm mình. Lý do là vì con gái tắm lâu hơn nên cô mới tới trước rồi canh thời gian cậu tắm xong gặp nhau là vừa. Bị đoán trung phóc cả thời gian ra ngoài cảm giác cứ như lại thua cuộc vậy. Trên đường về cùng nhau Nishikata nhận ra mùi xà bông từ Takagi, cô cảm thấy đi bộ cùng nhau vào buổi tối đêm lại cảm giác mới lạ ghê khiến cậu hơi bối bố rối. Lợi dụng buổi tối sẽ không nhìn rõ mặt nhau Nishikata muốn thách đấu trò ai mà ngượng đỏ mặt trước thì thua. Nhưng Takagi thừa biết cậu nghĩ gì rồi nên ra điều kiện phải di sát vào mặt nhau kiểm tra xem có đỏ không, thậm chí trò chơi còn chưa bắt đầu thánh của chúng ta đã đỏ bừng mặt rồi. Vậy là suốt đường đi Nishikata bị trêu chọc liên tục, đến ngã rẽ Takagi định chia tay nhau tại đây nhưng trời rất tối nên cậu muốn đưa cô về tận nhà. Takagi thật sự rất ngạc nhiên mà đứng đơ người một hồi không nói nên lời. Rồi bất chợt cô nhận xét câu đó nghe cứ như nói với người yêu vậy, lấy lý do là gần nhà lắm rồi nên Takagi có thể tự đi về được. Mà do trời tối quá nên Nishikata đã không thể biết được vừa rồi biểu cảm của cô bạn ra sao. Tập 5 Mở đầu tập phim là hình ảnh cô bé Chi đang than thở vì mẹ lại cho ớt chuông vào suất cơm. Thấy Chi làm bộ mặt buồn bã cậu bạn ngồi cạnh liền lấy luôn miếng ớt ấy bỏ vào mồm. Nhỏ không thể tin nó đáng như vậy mà cũng ăn được. Cậu bạn kia cũng thừa nhận nó vừa đáng vừa tanh nhưng lý do ăn nó là vì tôi thích chi liền suy luận chắc chắn cậu ta đang cố tỏ vẻ thích đồ đắng để cho ra giá người lớn nhưng cô bạn ngồi cạnh biết rõ cậu ấy ghét đồ đắng từ nhỏ cơ có lẽ cậu ấy chỉ muốn giúp khi thấy người mà mình thích gặp rắc rối chi không tin vì cậu ta toàn treo mình nhưng cô bạn cho rằng vì thích nên mới treo mà nhắc đến đây cô bé mới nhớ về mẹ mình hình như ngày xưa cũng vậy chuyển cảnh thấy nishikata thở dài takagi thắc mắc hỏi han thì cậu lại nói không có gì hết sự thật là hồi sáng mẹ đã bỏ ớt chuông vào đồ ăn nếu để lộ mình ghét ớt chuông sẽ bị coi là trẻ con mất. Nhưng không hiểu kiểu gì Takagi đoán trúng phóc luôn rồi. Thấy phản ứng của bạn làm Nishikata nghĩ Takagi cũng ghét ớt chuông vậy thì không ngại gì phải giấu dêm nữa. Cơ mà thánh chúng bẫy rồi bởi cô bạn chưa từng nói là ghét ớt chuông liền bị chịu đúng là khẩu vị trẻ con. Nishikata muốn chơi trò đoán ra thứ mà Takagi ghét. Cô liền đưa ra gợi ý đó không phải là rau mà lại có rất nhiều nước còn vừa chua vừa ngọt. Gợi ý cuối cùng là màu vàng sau một hồi suy ngẫm nishikata đưa ra câu trả lời là quả dứa nhưng rất tiếc sai bét rồi đó là các loại nước tăng lực vì từ đầu cậu chỉ hỏi về thứ cô ghét chứ có hỏi về đồ ăn đâu đột nhiên takagi nói nếu mình nấu đồ ăn cho nishikata thì sẽ làm cho cậu thật nhiều ớt chuông rất ngon rồi bỏ đi chơi để lại cậu bạn mặt ửng đỏ trong góc lớp. Trong giờ ăn trưa, Yukari nhờ Mina ăn hộ mình cà rốt. Đổi lại Mina muốn tặng cô bạn món há cảo nhưng lớp trưởng không dám nhận vì đổi đồ mình ghét lấy đồ ăn ngon có hơi xấu. Nhưng đối với Mina món gì cũng thích hết nên không sao. Hai người kỳ kèo một hồi mà nhỏ Sanae ăn mẹ luôn, về phía cậu béo đang kể ngày mai sẽ tham gia vào quán cà phê gà rán của lễ hội trường, nên giờ phải ăn thật nhiều để nạp năng lượng, răng chuột thắc mắc Sanae cũng đồng ý sao thì cậu béo cho rằng mặc kệ nhỏ nghĩ gì mình vẫn cứ làm mà đúng lúc Sanae đi ngang qua thật thánh liền đổi hẳn thái độ và có vẻ thằng nào cũng sợ cô bạn này nhưng hóa ra cô chỉ vừa đi mua một cái bánh để đền bù cho miếng há cả lúc nãy thôi Yukari vừa mới thấy nhỏ này dễ thương thật thì Sanae đòi xin nốt hai miếng há cả còn lại và kết quả bỏ phiếu tiết mục tại lễ hội văn hóa cuối cùng lại là diễn kịch ba đứa nó sung sướng lắm trong khi cậu béo vô cùng hụt hẫng Takagi còn đoán trung phóc chắc là Nishikata đã bình chọn cho món gà rán yêu thích rất nhanh chóng nhóm của lớp trưởng đã chuẩn bị sẵn nội dung cho vở kịch rồi đó là tình yêu giữa hoàng tử và công chúa sanae bắt đầu kéo rèm lại và kể ngày xưa ngày xưa có một vị hoàng tử đã bị lời nguyền hóa thành ếch ngài luôn tự ra mình trong lâu đài mà tránh xa dân chúng một ngày nọ có cô công chúa đi lạc vào rừng và gặp gỡ chàng rồi nảy sinh tình yêu xét đánh nhưng mụ phù thủy hắc ám cố chia lìa nên họ phải chạy trốn với sự giúp đỡ của những người bạn liệu số phận của họ sẽ ra sao cả lớp nghe xong đều thấy rất tò mò và háo hức về việc phân vai lớp trưởng thấy Takagi rất ra dáng công chúa làm cô giật cả mình. Có vẻ rất nhiều người tán thành ý kiến này khiến Nishikata có chút suy si ngẫm mà nhìn về phía cô bạn. Bất ngờ mắt chạm mắt cậu vội quay mặt đi, Takagi hỏi cậu thấy sao thì Nishikata cũng sẽ theo mọi người vậy là đã chốt vai. Nhưng vấn đề là vai diễn hoàng tử x ba người đều chưa nghĩ ra ai nên quyết định sẽ thi tuyển. Từng bạn nam một phải lên diễn trước mặt Takagi và ai giống Hoàng tử nhất sẽ được chọn. Yukari cảm giác rất hồi hộp nghe như trong chuyện ngôn tình vậy. Takagi liền muốn thi đấu với Nishikata một trận nếu cậu được chọn làm Hoàng tử thì cậu sẽ thắng. Nishikata còn chưa hiểu gì cô bạn đã phải lên thử vai với từng bạn nam một rồi nhưng rất cuộc vẫn chưa có ai thể hiện rõ được cảm xúc tình yêu mãnh liệt với công chúa. Nishikata nhất định sẽ được chọn làm Hoàng tử để chiến thắng trận đấu. Nhưng mà tới khi đến lượt đối diện với Takagi cậu lại có chút khó xử nói không nên lời, không còn xe lệch đi đâu được nữa, Yukari cực mê cặp đôi này, bị Takagi trêu chọc một câu đã làm Nishikata càng quyết tâm chiến thắng hơn. Cậu liền tới lại gần chìa tay ra mà lúng túng nói hỡi nàng công chúa chân quý, không gian lúc này vô cùng yên ắng lãng mạn dường như đã nhập vai vào công chúa hoàng tử thật, thì cậu béo vẫn còn than thở hỡi món gà rán chân quý. Nghe đến đây Sanae bảo cậu thử đọc câu hỡi công chúa chân quý xem sao, cậu ta đọc xong thì nhỏ chốt luôn cậu béo là người thể hiện được tình yêu mãnh liệt nhất. Yukari lập tức ngăn cản cho rằng Nishikata vẫn hợp với vai hoàng tử hơn và Mina cũng đồng ý với lớp trưởng. Nhưng Sanae cứ nặng nặc chọn cậu béo vậy là Nishikata buộc phải vào vai cái bánh dango. Takagi nói tiếc thật vì cô rất muốn được nghe lời tỏ tình của Nishikata, làm thánh của chúng ta giật mình lỡ hét toáng lên giữa lớp. Trên đường về hôm nay Nishikata có vẻ rất háo hức dẫn Takagi tới một nơi. Còn bị nhỏ chưa định đưa mình tới chỗ vắng vẻ để hoàn thành câu tỏ tình sao. Và đó chính là một địa điểm hồ câu bí mật mà cậu béo đã chỉ cho. Trận đấu lần này là ai câu được 5 con cá trước thì thắng. Takagi cũng đồng ý luôn vì cô biết Nishikata đã phải dậy sớm để chuẩn bị chỗ này vì mình. Chưa gì đã bị nhìn thấu suy nghĩ rồi, hai người bắt đầu câu cá cùng nhau dưới một khung cảnh rất yên bình. Theo như cậu béo nói thì cái hồ này có một con cá rất to, vậy thì Takagi muốn ai mà câu được con đó sẽ mặc định chiến thắng luôn. Nishikata ok luôn vì một người mới như bạn làm gì có cửa mà vừa nói dứt lời Takagi đã câu được một con đầu tiên. Thánh của chúng ta thầm nghĩ cô ấy sẽ không dám gỡ con cá ra khỏi lưỡi câu nên con đầu tiên cũng là con cuối cùng rồi. Nhưng quay ra quay vào cái Takagi đã gỡ được thành công rồi vì ở nhà cô thường hay sơ chế cá. Chớp mắt một cái lại câu được con thứ hai, mặc dù mới chỉ là lần đầu đi câu, cuối cùng Nishikata cũng đã được cắn câu và đây chính xác là con siêu to theo lời cậu béo, nhưng nó còn lôi cả người cậu xuống hồ thì Takagi rất nhanh chóng đã ôm được người bạn giữ lại, trong khi Nishikata vẫn còn ngơ ngác thì cô bạn lại càng ôm cậu chặt hơn và dần dần mặt Nishikata đỏ bừng, dây câu thì đã đức nghĩa là cậu thua trận đấu này luôn rồi, thế nhưng kể từ lúc ấy cho đến khi trở về cùng nhau Nishikata không thể nói được một câu gì. Tim cậu cứ đập thình thịch và giật mình khi nghe Taka ghi nhắc đến hai chữ tình yêu, nhưng ý cô ấy là con cà coi ban nãy cơ vì chữ coi và chữ tình yêu trong tiếng Nhật phát âm giống nhau. Do đã giành chiến thắng nên hình phạt cho Nishikata là phải đi cùng Taka ghi đến các buổi tập kịch cho lễ hội. Tập 6 Cả trường đều đang rất hứng khởi chuẩn bị cho lễ hội trường, cậu béo thay vì làm hoàng tử ếch thì thay thành hoàng tử lợn cho hợp vai. Răng chuột đóng vai phù thủy, cuối cùng cũng đã đến phân cảnh của công chúa Takagi. Ngay khi cô ấy vừa mới bước vào lớp Nishikata đã phải ngỡ ngàng mà nhìn cô bạn không chớp mắt. Đây là đoạn Nishikata tặng chiếc bánh dango cho công chúa thì cậu nói khá lúng tùng. Một lát sau thầy giáo đã mua đồ ăn tới cho cả lớp nghỉ giải lao vì phải ở lại muộn. Nishikata đứng đợi một lúc cho tới khi Takagi giành cậu mới vội rủ tí nữa hai đứa lên sân thượng cùng nhau, bởi cậu muốn được tập riêng với cô ấy phân cảnh vừa rồi vì đã bị lớp trưởng nhắc nhở. Hamaguchi hỏi Hojo đóng vai gì cô đáp là vai phù thủy tốt dẫn đường cho công chúa và hoàng tử còn cậu học khác lớp nên phải làm quán cà phê thì ăn khá là vất vả Hojo muốn ngày mai ghé qua lớp cậu nhưng Hamaguchi từ chối vì rất bận bịu làm cô hơi hụt hẫng Nishikata đang lên sân thượng nhưng cậu mới sực nhớ ra một chuyện rằng mình chưa hề nói với Takagi là lên đây tập kịch biết đâu cô ấy sẽ hiểu lầm là tỏ tình thì sao tại lễ hội văn hóa vào một buổi bình minh rực rỡ ở sân thượng vắng vẻ thì đúng tình huống tỏ tình rồi còn gì cậu nghĩ cứ tỏ ra tỉnh bơ rồi nhắc đến chuyện tập kịch là giải quyết xong việc ngay thôi nên vội vã chạy lên đánh rơi cả kịch bản cơ mà vừa lên đến nơi chưa kịp nói gì takagi đã tranh lời trước mình đang đợi cậu đấy không khí lúc này không ổn chút nào nishikata nhanh chóng rút cuốn kịch bản ra thì không thấy nó đâu nữa cậu định giải thích rõ nhưng lại lúng túng không nói nên câu bất ngờ takagi nói chắc mình cũng nghĩ như cậu đấy rồi tiến sát lại gần Cô bắt đầu chậm rãi nói ra từng từ thôi xong không lẽ Takagi định tỏ tình, nhưng méo phải vậy cô bạn chỉ đang muốn tập kịch cùng cậu thôi. Takagi biết ban nãy Nishikata bị lớp trưởng mắng nên mới gọi mình lên tập và tình cờ cô cũng đang muốn tập thêm. Takagi thật sự rất kỳ vọng vào cảnh đầu này được diễn cùng cậu rồi hai người bắt đầu tập cùng nhau. Lễ hội văn hóa đã bắt đầu cả trường cùng náo nhiệt tổ chức các gian hàng, Nishikata thì đang rất đắc thắng vì sau một hồi nghiên cứu toàn bộ tờ rơi của lễ hội cậu đã tìm ra thứ sẽ giúp mình chiến thắng Takagi đó chính là nhà ma. Ngay cả Nishikata cũng có đôi chút hơi sợ thì chắc chắn cô ấy sẽ sợ lắm đây. Trước tiên cậu phải vào thử tầm 10 lần cho quen cái đã rồi mới rủ Takagi đến sau. Nhưng hù cái hồn ai ngờ cô ấy xuất hiện ở đây luôn thậm chí còn đọc vị toàn bộ kế hoạch của cậu. Đến lúc này Nishikata đành ra đề bài luôn từng người một ai vào đây mà đi ra nhanh hơn sẽ chiến thắng. Takagi đồng ý và bắt đầu đi trước luôn còn Nishikata đứng bấm giờ nhưng chợt nhớ ra có cả tiệc ăn thịt người cậu bắt đầu lo liệu cô ấy có sao không, nhưng Takagi đã về đích chỉ sau đúng 43 giây. Cô làm đúng theo chiến thuật của cậu là cứ thế chạy một mạch về đích. Đến lượt Nishikata thì Takagi nhắc nhở nghe nói trong nhà ma thường có một con ma thật trà trộn vào. Và nếu bị nó vỗ vai bốn cái thì người đó sẽ không bao giờ ra ngoài được nữa làm thánh của chúng ta bắt đầu toát mồ hôi. Nishikata chạy một mạch vào trong thì hú hồn bị mấy con ma hù dọa, rồi bất ngờ có ai đó sau lưng đang vỗ vai cậu được ba cái rồi. Nishikata lập tức ngã oạch xuống để né cái thứ tư mà ai ngờ đó là Takagi. Hóa ra cô đuổi theo vì muốn nhắc cậu mình chưa kịp bấm giờ với lại một phần vì muốn vào cùng với cậu nữa. Thánh của chúng ta đang hơi bối rối thì một con ma bất ngờ hù làm hét toáng cả lên. Mina đang muốn ăn gì đó nhưng Yukari lo cho vừa kịch đến nỗi không có tâm trạng ăn. Thế là Sanae quyết định tống luôn lớp trưởng vào cuộc thi ăn nhanh. Hai người trùng chung, chung một cái áo và người đằng sau sẽ đút cho người đằng trước ăn. Về phía Hojo kể từ khi bị Hamaguchi từ chối hôm qua cô cứ có cảm giác khó chịu trong lòng. Nhất định phải tới lớp cậu ấy xem sao thì hú hồn khi Hamaguchi mặc đồ hầu gái, giờ thì đã hiểu lý do cậu ấy không muốn mình đến. Tiếp theo là vở kịch công chúa hoàng tử được bắt đầu ở nhà thể chất. Cô công chúa tình cờ đi lạc vào hoa viên của hoàng tử lợn và sau một hồi hai người đã phải lòng nhau. Cô phù thủy tốt bụng tới khuyên hai con nên bỏ trốn đến hòn đảo quỷ là nơi mà mụ phù thủy sẽ không thể đuổi đến được. Các nhân vật phụ thì tạo đường giúp hai người bỏ trốn và Nishikata đã đóng rất tốt vai tặng bánh dango của mình. Sau khi vào hậu trường cậu lại thầm tiếc núi giá mà là hoàng tử X thì người đứng đó sẽ là mình. Nhưng bất chợt Takagi nói thiếp muốn ở bên chàng mãi mãi rồi nhìn về phía này. Không hiểu sao cứ có cảm giác như cô ấy đang nói với mình và rồi cho đến cảnh cuối hoàng tử lợn bị mụ phù thủy đánh bại rồi lui vào hậu trường. Câu mà do vừa nãy ăn nhiều quá nên cậu béo có hơi đầy bụng. Lời thoại tiếp theo của công chúa là định tự vẫn để được ở bên hoàng tử nhưng Takagi lỡ trượt chân suýt thì bị ngã nhanh như các chàng hoàng tử đã phi đến đỡ gọn cô trong lòng. Nhưng khi chiếc mũ lợn bị rơi ra đã để lộ khuôn mặt hoàng tử lại là Nishikata Takagi hết sức bất ngờ và tâm trạng cô trở nên vui hơn hẳn. Nishikata thì đỏ bừng mặt ngượng ngùng và không biết kịch bản là gì nên cậu đã tự bộc phát từ trong lòng. Nhưng thực sự lại diễn rất tròn vai chàng hoàng tử nói ra những lời yêu đương ngọt ngào với công chúa. Hoàng tử đỡ công chúa dậy và cô nói chàng chính là hoàng tử của em rồi ôm trầm lấy người cậu cả khán đài vỗ tay nồng nhiệt còn thầy chủ nhiệm đứng bên trên thì khóc sức mướt. Hai người cứ thế ôm lấy nhau cho đến khi bức màn được khép lại mà mỗi người chất chứa trong lòng một cảm xúc riêng, kết thúc vở kịch cả lớp cùng đi karaoke ăn tiệc chúc mừng với nhau. Vừa rồi bối rối quá Nishikata chẳng nhớ mình đã nói những gì nhưng Takagi lại nhớ rất rõ từng câu. Cơ mà rõ ràng theo kịch bản cuộc gặp gỡ đầu làm mùa thu tại sao cô lại đọc thành mùa xuân, Takagi đáp đơn giản vì cả hai đã gặp nhau vào mùa xuân thật mà ngay sau đó bỏ ra hát với mấy bạn để lại Nishikata tự ngồi suy ngẫm một mình. Tập 7 Nishikata đang nằm đọc chuyện thì Takagi liên tục gửi ảnh chụp con chó. Cô đang được nhờ dắt chó đi dạo nên muốn rủ cậu đi cùng. Thánh của chúng ta có chút bối rối và lập tức chạy đến chỗ bạn luôn, nhưng cậu lại lấy cớ là đang đi bộ ở gần đây nên tiện ghé qua cơ mà làm sao giấu nổi khi cô thừa biết vì cậu rất yêu chó nên đang nằm ườn cũng phải chạy ra nishikata vuốt ve như chưa bao giờ được vuốt nhưng lại làm bộ như cũng bình thường thôi được đi dạo cùng con chó thánh cảm thấy vui thực sự cơ mà muốn được cầm dây nữa nghĩ đến cảnh cứ thẳng thắn hỏi mượn kiểu gì cũng bị takagi trêu chọc mà không hiểu kiểu gì cô bạn lại chủ động ngỏ lời cho cậu mượn luôn vậy là đỡ mất công hỏi và cái cảm giác được dắt chó đi dạo nó phê khó tả Takagi nói bé này rất thích được chạy thì cậu cũng làm bộ đành phải chạy vậy. Vậy là Nishikata chạy trước và hẹn gặp lại nhau ở ngôi đền. Biết Takagi đi bộ còn lâu mới tới nên ở đền cậu tranh thủ vuốt ve nượng con cho thật nhiều. Sau khi bạn đến hai người lại đi cùng nhau tiếp và Nishikata định trả lại dây cho Takagi vì sợ thiệt thòi cho cô bạn. Takagi từ chối với lý do thấy cậu đang thích cầm lắm mà. Với lại chỉ cần được như này là cô đã đủ thấy vui rồi. Làm Nishikata trượt có chút suy nghĩ mông lung cứ thế cho đến khi đã trả lại con chó cho chủ nhân của nó nishikata vẫn còn tư tưởng về câu nói lúc nãy của takagi và có vẻ cô cũng nhận ra cậu đang suy tư về nó thì định sẽ nói câu trả lời qua tin nhắn tại khó truyền tải bằng lời lắm nishikata có chút bối rối mở máy ra thì nhận được tấm ảnh lúc mình vuốt ve chó ở đền hóa ra đã bị nhỏ phát hiện cả rồi chuyển cảnh trên đường đi học về cùng nhau nishikata nhận ra lỡ để quên vợ ở trường nên đành quay lại lấy nhưng Takagi cũng muốn quay lại cùng cậu, mặc dù tan học một lúc rồi mà khá nhiều người vẫn còn ở lại. Takagi đoán chắc họ ở lại để hẹn hò vì sau lễ hội rất nhiều cặp đôi tăng lên, nhắc đến lễ hội lại làm Nishikata nhớ đến cảnh hoàng tử công chúa hôm đó mà thấy ngượng. Cậu thắc mắc tại sao lại phải đợi sau khi tan học thì cô đáp vì họ muốn ở bên nhau nhiều hơn thôi. Sau vài giây ngơ ngác thánh của chúng ta giật mình nhận ra giống hệt tình cảnh của hai đứa lúc này, đúng lúc đó lại thấy cậu béo và răng chuột Nishikata vội lấy cớ đi vệ sinh để chuồn đi. Cậu trèo qua bằng đường cửa sổ rồi vội đến lớp lấy đồ để quyên định cứ thế về thẳng luôn. Đi một hồi thì nhận thấy có nhiều cặp nam nữ thật kể cả Nakai với Mano. Nakai thắc mắc cậu ở lại làm gì vậy thì Mano mắng bạn trai biết rồi còn hỏi chắc chắn cậu ấy cũng như tụi mình đang muốn ở bên Takagi thêm thôi nishikata có giải thích như nào chúng nó cũng không nghe mới cay chứ vội vã tới lớp lấy vở bài tập nhưng không ngờ takagi đang ngồi đợi sẵn rồi thậm chí cô còn đọc vanh vách suy nghĩ của cậu vì sợ bị hiểu nhầm là cặp đôi nên đã chuồn từ nhà vệ sinh định bỏ mặc cô một mình ở đấy takagi nhận xét có nhiều cặp đôi ở lại sau giờ học thật thì nishikata giả bộ có nhìn thấy cặp nào đâu đúng lúc đó nakai mano quay lại họ bắt quả tang đúng thật nishikata ở lại cùng takagi thế là lộ hết cả rồi Nishikata lấy đầu xong định ra về thì Takagi lại nói hai tụi mình cũng ở lại đi. Thánh đỏ mặt xấu hổ và cái giọng nhỏ xíu nói muốn đi về hơn vì làm gì có lý do để ở lại. Bất ngờ Takagi nhìn thẳng vào mắt cậu nói còn mình thì có lý do. Nhưng hóa ra lý do của nhỏ là đã lỡ đến đây rồi thì làm bài tập về nhà luôn, chứ không phải như những gì thánh vừa tưởng bở. Đợt này sắp đến Giáng sinh rồi nên Yukari đang than thở chắc các cặp đôi sẽ đi với nhau hết, điển hình là cặp của Manonakai hay cặp Takagi Nishikata. Trong khi lớp trưởng còn đang mơ muốn có bạn trai thì Mina lại nhắc về chuyện xin quà Giáng sinh. Yukari định xin một chiếc găng tay và khăn quàng. Mina thì vẫn chưa biết nên chọn gì vì nhiều món quá. Chỉ riêng Sanae là nhà không có tặng quà Giáng sinh vì đã học cấp 2 rồi. Là Mina bắt đầu có phản ứng mạnh không biết liệu nhà mình còn được tặng không. Mà nói đúng hơn là nhỏ vẫn còn tin ông già Noel sẽ đến phát quà. Sanae định nói ông ấy không tồn tại nhưng Yukari bịt miệng lại đừng phá vỡ tâm hồn trẻ thơ ấy. Nishikata và Takagi hôm nay tiếp tục nhiệm vụ thủ thư ở thư viện, cậu lại đọc bách khoa toàn thư về chó vì thích chúng. Nhân tiện dạo này đang tập đan len nên Takagi lấy len ra ngồi đan luôn, Nishikata phải ngỡ ngàng không ngờ nhỏ bạn giỏi đến vậy. Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm thì cô lấy ra một bộ khác cho Nishikata làm thử rồi hướng dẫn bạn. "Thánh của chúng ta cũng loay hoay làm theo nhưng nó khó quá." Đã vậy Takagi tiến sát lại gần rồi cầm hẳn vào tay chỉ dẫn cho cậu thánh của chúng ta đã đỏ bừng mặt rồi và quyết định bỏ đi với lý do cái này khó quá nhưng takagi còn chưa chắc là cậu thấy xấu hổ rồi nishikata thắc mắc hỏi bạn định đan một cái khăn à thì takagi nảy ra ý định sẽ đan thêm một cái cho cậu thánh của chúng ta đương nhiên từ chối đâu dám nhận takagi định đan cả chữ lên trên nên xin ý kiến của cậu nên chọn màu gì cô nói món này sẽ dùng làm quà tặng khiến nishikata bắt đầu hoang mang hỏi quà cho bố mẹ sao nhưng đều không đúng Takagi gợi ý đó là một cậu bé 15 tuổi, thôi xong nghe đến chuyện đối phương là con trai lại còn hơn tuổi cậu bắt đầu có cảm giác gì đó trong lòng. Mặc dù đã gợi ý cho cô bạn chọn màu đỏ nhưng sao tim cậu lại thấy khó chịu vô cùng. Takagi liền dơ ra bức ảnh chụp một con chó, càng làm thánh tưởng cô ấy cũng đã nhận ra mình đang cảm thấy dối bời nên muốn giúp bình tĩnh lại bằng thứ này. Nhưng hóa ra ý Takagi cậu bé 15 tuổi chính là con chó này của một bà cụ ở gần nhà. Tập 8 nishikata rủ takagi tan học cùng nhau qua chỗ này đã đến nơi hai người bắt đầu đi lên từng bậc thang cô thắc mắc trên đó có gì nhưng cậu vẫn giữ bí mật để gây sự tò mò vừa đi nishikata vừa kể chuyện về bộ manga bóng đá cùng bạn takagi nói cô còn thích cảnh nhìn vào mắt nhau trước lúc quyết đấu nữa nishikata thắc mắc ngoài nó ra takagi còn thích kiểu manga nào nữa nhưng đột nhiên cô lại nhận xét hôm nay cậu chăm nói chuyện hơn thì phải làm thánh hết cả hồn phủ nhận Thật ra Nishikata định thi đấu trò khi nào lên đến đỉnh cậu sẽ hỏi cầu thang vừa rồi có bao nhiêu bậc. Chính miệng Takagi cũng nói chưa từng đến nơi này bao giờ với lại nãy giờ cậu còn cố tình bắt chuyện rất nhiều, chắc chắn khả năng cô ấy đếm là rất thấp. Đã đến nơi từ trên này nhìn xuống phong cảnh thật sự rất đẹp thì Takagi vội gọi cậu lại đây cùng ngắm. Không hiểu sao cái sự hiếu thắng nãy giờ của Nishikata cứ như thể đã tan biến khi nhìn cô bạn vậy. Takagi thắc mắc chỉ vì muốn cho mình thấy phong cảnh này mà cậu rủ lên tận đây sao. Đã thế Nishikata tấn công thẳng luôn cậu hỏi cầu thang vừa rồi có bao nhiêu bậc thì Takagi đáp gọn nhẹ 415 bậc. Thánh của chúng ta vẫn đang ung dung chiến thắng đến nỗi tận mấy giây sau mới hoảng hồn, méo thể tin nhỏ lại đoán chính xác như vậy. Đơn giản vì đây là một địa điểm nổi tiếng mang tên bậc thang tình yêu và nó có ghi rõ số bậc ở cái biển đằng kia. Nên đơn đôi nam nữ cùng nhau đến đây sẽ trở thành một cặp làm thánh của chúng ta đỏ bừng mặt luôn rồi. Hóa ra Nishikata chưa hề điều tra gì mà đã vội chọn chỗ này thi đấu. Nhân tiện bên trong cái miếu nhỏ kia có một quyển vở mà chỉ cần ghi tên người mình thích vào thì sẽ được ở bên người đó mãi mãi. Và hình phạt cho trận thua vừa rồi là Takagi muốn cậu lần sau lại cùng nhau đến đây nữa vì phong cảnh rất đẹp. Một ngày khác Hamaguchi cũng rủ Hojo lên địa điểm này với lý do là chỗ này rất đẹp nên muốn đi ngắm, nhưng khi bước trên những bậc thang cô mới sực nhớ ra đây là nơi có 415 bậc trong lời đồn, nghĩ đến chuyện cậu ấy thích mình làm Hojo xấu hổ muốn về ngay lập tức nhưng vốn đã tạo cho mình một vỏ bọc cô gái trưởng thành nên đâu thể về chỉ vì tin đồn đó được. Đã đến nơi ngắm khung cảnh tuyệt đẹp Hojo chuẩn bị sẵn tinh thần để đợi Hamaguchi nói ra, rồi định sẽ trêu là cậu tin vào mấy lời đồn vớ vẩn đó sao. Quả nhiên Hamaguchi đã bắt đầu ngập ngừng nói từng chữ, nhưng cuối cùng Thánh vẫn không dám thổ lộ mà lại run sợ đành để lần khác vậy. Về phía Hojo thì tưởng không lẽ cậu ta chỉ định lên đây ngắm cảnh thật, thế hóa ra có mỗi mình là người thấy bối rối vì cái lời đồn lại đến một ngày khác nakai và mano đi cùng nhau mano định cả hai đứa cùng bước từng bước một ấy vậy mà nakai lại nhanh nhẩu tính đi trước vì thích leo cầu thang mano bực bội giải thích đây là cầu thang rất thiêng mà người leo cùng nhau sẽ trở thành một cặp thậm chí thánh còn nói tụi mình đã làm một cặp rồi mà mới cay chứ và thế là hai người bắt đầu đi cùng nhau mano thắc mắc cậu có hồi hộp không nhưng cái mặt thế kia là đủ hiểu rồi thậm chí cậu ta còn cứ nhìn đi lung tung đã đến đích Mano không thể chịu được nữa đành hỏi cậu có thật sự thích mình không, thì Nakai cười tươi roi roi nói là có rồi cứ thế đi ngắm cảnh biển. Mano cũng cạn lời luôn rồi đành chuyển qua hai đứa cùng viết tên vào quyển vở để được ở bên nhau mãi mãi. Chưa gì Nakai đã từ chối luôn làm cô tức phát khóc cho rằng cậu hết thương mình rồi. Nhưng không phải vậy lý do đơn giản là vì từ hồi trước đến đây Nakai đã ghi tên của hai đứa vào rồi, khiến Mano thay đổi hẳn thái độ. Và một ngày khác nữa hôm nay là hội của Yukari đến, lớp trưởng không thể tin được hai con mắm bạn thân tự nhiên lại rủ mình đến cái bậc thang nổi tiếng này. Không lẽ Mina và Sanae đều đã yêu đơn phương ai đó nên mới đến đây để xin tác thành. Cuối cùng chúng nó cũng giác ngộ tình yêu vậy là từ nay có người cùng tám chuyện rồi. Yukari còn đang mải tơ tưởng mà chúng nó đã chạy mất hút. Cuối cùng cũng đến nơi thì mới ngộ ra hai con mắm này có hiểu bậc thang tình yêu là cái mẹ gì đâu đơn giản vì thấy chỗ này dài phù hợp để chạy tập thể dục ấy mà dù sao cũng đến nơi rồi thì Yukari đành mở ra xem cuốn sổ có các cặp đôi nào đã viết tên nhưng cái khung cảnh trước mặt thật sự là rất đẹp cô muốn ngày nào đó được cùng bạn trai lên đây ghê quay trở lại với hai người này Takagi khá ngạc nhiên khi Nishikata lại mất công đếm từng bậc thang một cậu mới kể lại chuyện hôm trước có tình cờ gặp Nakai ở đây vì mải nói chuyện với cậu ta mà quên bén mất đang đếm đến số bao nhiêu thì Nakai mới nhắc cho luôn là có 415 bậc do cậu ấy cũng đã đếm thử. Làm Takagi thấy ghen tị với Manoge nhưng Nishikata chả hiểu gì cả. Chuyển cảnh hôm nay Takagi muốn đi mua sách nên ghé vào một chút. Nishikata cũng vào theo thì rất mừng khi nghe tin 100% tình đơn phương sắp có phiên bản điện ảnh. Đứng đọc mê mẩn một hồi cậu nhận ra có món quà đặc biệt dành cho cặp đôi. Nishikata muốn món quà đó ghê nhưng tiếc là chẳng có thằng nào cùng sở thích để đi cùng cả. Trong đầu trượt hiện lên hình ảnh Takagi ghi cậu phải gạt bỏ suy nghĩ ấy ngay. Đi dạo một hồi thì lại bị chiếc đĩa DVD tay súng thời hoang dã phần 2 cuốn hút. Nishikata định thuê nhưng tức là đã có người thuê mất rồi. Takagi đã trở lại và đưa ra đề nghị mỗi đứa chọn một bộ rồi trao đổi với nhau. Thánh của chúng ta liền nghĩ ngay đến việc chọn một bộ thật đáng sợ để trả thù vụ lễ hội văn hóa. Trong khi mải mê với mấy cái đĩa phim kinh dị thì ngó ra lại thấy Takagi đang chọn lựa rất nghiêm túc. Cậu đành cất đi và cuối cùng chọn một bộ phim cao bồi miền Tây. Nhưng phim này khác với mấy phim miền Tây hay xem ở chỗ nó nói về tương lai chiến tranh với người ngoài hành tinh. Và cảnh cuối vô cùng đáng sợ đến bất ngờ hóa ra nhân vật chính cũng là người ngoài hành tinh, rồi xong thánh lỡ spoil hết phim luôn rồi đành chọn lại bộ khác. Nhưng Takagi vẫn quyết định sẽ lấy bộ này vì nó là thứ cậu đã chọn cho mình mà. Còn về lượt cô đã tìm cho cậu bộ buổi sáng mới của tôi là một phim cảm động có cả chiến đấu, mới nghe giới thiệu sơ qua đã thấy cuốn hút rồi nhưng nishikata càng thấy có lỗi hơn vì lỡ spoil mất bộ phim chọn cho bạn vậy thì đổi lại takagi muốn mỗi đứa chọn cho nhau thêm một bộ nữa nhưng không hiểu sao tự nhiên cô lại quay mặt ra chỗ khác mà nói cho đến khi ra về takagi mới tự trách bản thân vào cái lúc quan trọng thì mình lại thật nhát Tối đó Nishikata đã khóc sướt mướt vì bộ phim Takagi chọn cho thật sự rất hay. Bất ngờ nhận được tin nhắn Takagi khoe cô mới phát hiện ra món quà đặc biệt dành cho các cặp đôi. Nishikata như được tiếp thêm sức mạnh đã dám chủ động nhắn tin muốn nhờ bạn đi cùng để giúp mình lấy được nó. Nhưng dựa vào chiếc đĩa thứ hai được Takagi chọn cho thì cậu hiểu cô ấy đã biết hết rồi. Tập 9 Đêm nay cô gái Noel lén lút ghé qua phòng Nishikata nhưng hóa ra cậu vẫn chưa đi ngủ. Takagi liền đưa tặng một món quà Giáng sinh thánh của chúng ta đang rất đắc thắng thì giật mình khi biết đó là cái hộp bất ngờ giật mình tỉnh giấc hóa ra vừa rồi chỉ là giấc mơ do cậu đã ngủ quên khi đang mải nghĩ đến món quà cặp đôi vậy là ngày hẹn đã đến hai người gặp nhau ở bến cảng và cùng lên con tàu takagi mải đứng ngắm cảnh biển trong khi nishikata lại mải đứng ngắm cô bạn cậu hôm nay có vẻ khá ngượng nghịu nói năng không được lưu loát nishikata đã đặt trước hai tấm vé từ hôm nay đã là kỳ nghỉ đông nên bọn trẻ con đi chơi rất nhiều Nishikata chợt nhận ra vậy là chưa gì đã hết một năm mà toàn bị trêu chọc, nhất định ngày cuối cùng của năm phải giành được chiến thắng. Đã đến nơi vẫn còn một chút thời gian nữa mới tới giờ chiếu phim, cậu rủ Takagi cùng vào khu trò chơi và hôm nay máy gấp thú toàn là 100% tình đơn phương. Thấy Takagi ngó vào chỗ đấy cậu khá bất ngờ bạn mà cũng biết về mấy cái này cơ à. Takagi đáp vì tớ thích mà làm thánh của chúng ta giật mình tim lỡ đập loạn một nhịp, nhưng đoán chắc ý của cô ấy là thích 100% tình đơn phương thôi mà nhân tiện Nishikata cũng đang muốn lấy xét cặp đôi nhân vật này nên quyết định thi đấu ai gắp được thứ mình muốn trước sẽ giành chiến thắng. Nhưng đến khi nhét đồng xu vào cậu mới chợt nhận ra xét cặp đôi mình yêu thích ở vị trí khó lấy nhất. Trong khi bộ xếp hình lại gần như sắp rơi xuống đến nơi cơ mà cậu lại không quá thích nó lắm. Nhưng vì muốn chiến thắng nên quyết định hy sinh xét cặp đôi mà nói mình thích bộ xếp hình. Rồi Nishikata bắt đầu gắp cơ mà lại xui xẻo hết mức lấy trượt luôn. Đến lượt Takagi thì cô nhắm vào set cặp đôi và không hiểu kiểu gì lấy được thành công luôn. Thánh của chúng ta chỉ biết ngỡ ngàng vì thứ mình thích lại đang ở trên tay Takagi, vậy là cậu đã thua cả về trận đấu lẫn con tim. Nhưng đột nhiên Takagi nói nếu cậu thích đến vậy thì cho luôn, Nishikata không dám nhận vì đây là thứ mà Takagi yêu thích. Cô mới trả lời thứ mà ban nãy mình có nói là thích không phải 100% tình đơn phương đâu rồi tặng cậu luôn. Takagi bắt đầu tiến lại gần và nói thứ mà mình thích chính là là trò chơi gấp thú. Nhỏ còn không quên chúc mừng Nishikata đã có được thứ cậu muốn nhất. Hóa ra bị lộ cả rồi, hai người bắt đầu quay trở lại dạp chiếu phim thì Takagi nhận xét ở đây có nhiều cặp đôi ghê. Cô còn dọa nếu lỡ bị phát hiện không phải cặp đôi thì chắc sẽ không nhận được món quà đặc biệt. Nhưng Nishikata thừa biết bạn chỉ đang trêu mình nên cậu trả lời lại. Chỉ cần chúng ta tự nhận là cặp đôi thì ai mà phát hiện ra được và thế là thánh rất đắc thắng tiến tới sạp phim nói rõng giạc cặp đôi của nishikata nhưng một giây sau mới nhận ra lỡ nói nhầm phải là vé đặt trước của nishikata mới đúng hai người tới quầy xuất vé takagi ngỏ ý muốn mua combo bắp giang bơ cặp đôi đến lượt vào thì nishikata cần đi vệ sinh một chút nên nhờ bạn mang đồ vào giúp takagi nhất phần quà đặc biệt vào túi áo cậu rồi mới bê đổ ra ngoài cậu ngồi suy nghĩ một hồi nên viết cái gì vào tấm thiệp chúc mừng giáng sinh cho đến khi bắt đầu vào tìm ghế Nishikata có vẻ hơi bối rối khi nghĩ đến việc mình sẽ ngồi ở đó. Trong lúc chen vào cậu lỡ và chạm nhẹ với chân Takagi thì càng ngượng ngùng hơn. Còn giờ mới là lúc mở món quà đặc biệt ra xem hóa ra nó là cặp đôi nhân vật và mỗi người có một con. Takagi dơ con của mình ra ghép vào thì ra đúng tư thế rất khớp với phim. Trong lúc lấy bắp giang bơ hai người tình cờ chạm vào tay nhau Nishikata đành rụt lại nhường cho bạn. Cho đến cảnh phim nữ chính sơ ý trượt chân ngã và được nam chính đỡ làm Nishikata xem rất say mê và rồi bộ phim cũng đã kết thúc với cái kết cực kỳ ngọt ngào khiến cậu không ngừng rơi nước mắt vì xúc động. Takagi chỉ im lặng không nói gì cho đến khi ra ngoài cùng bàn luận với nhau về bộ phim. Bất ngờ cô hỏi Nishikata thích kiểu con gái nào? Có phải dạng con gái hết sức dễ thương như nữ chính trong phim không thì cậu đoán có vẻ là không. Takagi muốn thi đấu chạy đua đến cái cột điện kia ai chạm vào trước sẽ chiến thắng. Nishikata còn chưa kịp hiểu gì cô đã bắt đầu đếm ngược nên cậu buộc phải chạy một mạch luôn cơ mà nishikata lần này đã thực sự giành chiến thắng rồi trong cảm giác hân hoan đắc thắng cậu liền muốn đấu một trò nữa đó là đoán đồng xu ở tay nào thì lại một lần nữa takagi đoán sai và thu cuộc nhưng sao nishikata cứ có cảm giác gì hơi lạ lạ mà thôi dù gì cũng phải tận hưởng chiến thắng cái đúng lúc đó takagi nhìn thấy một cây thông noel rất đẹp nên hai người tới đó cô đi đứng không cẩn thận mà lỡ vấp ngã vào người cậu rồi tự trách bản thân thật hậu đậu nhưng hóa ra nãy giờ takagi chỉ đang bắt trước nữ chính trong phim thôi Nishikata nhớ lại thì đúng thật vừa rồi là ba tình huống giống hệt như trong phim, vậy hóa ra chiến thắng của cậu chỉ là ảo mộng. Lý do mà Takagi làm vậy vì muốn cho Nishikata thấy sự dễ thương của mình, hóa ra đó là lý do hồi nãy cô đã hỏi về kiểu con gái mà cậu thích. Takagi dục cậu mau đọc câu thoại tiếp theo đi, đó là cảnh nam chính nói vì anh muốn cho em thấy vẻ ngầu của anh. Nhưng Thánh đâu dám nói lời ấy ra được, cơ mà dù là diễn theo phim thì cái đoạn Takagi muốn cho cậu thấy sự dễ thương của mình là thật. Đúng lúc đó tuyết đã bắt đầu rơi xuống trắng xóa, Nishikata liền lấy từ cặp ra một món quà để cảm ơn Takagi đã đi cùng mình hôm nay. Vì luôn để ý thấy tay bạn lúc nào cũng bị lạnh nên cậu đã tặng đôi găng tay, vậy thì cô cũng đáp lễ lại một món quà và chúc mừng Giáng sinh. Rõ ràng lúc ở trong mơ Nishikata không hề thấy xấu hổ chút nào cớ sao bây giờ lại đỏ ửng mặt đến vậy. Cậu mở ra thì thấy đây chính là chiếc khăn len mà Takagi đã đan hôm ở trong thư viện. Cô cứ lo Nishikata sẽ không thích mãi nhưng thật may cậu đã nhận nó. Tuyết thì vẫn cứ rơi nặng hạt nhưng trong Nishikata không có vẻ gì là lạnh cả. Thánh của chúng ta lúng cuống cả lên vội vã đeo cái khăn lên cổ nói là lạnh lắm. Và rồi hai người cùng lên chuyến tàu để trở về nhà. Giữa khung cảnh tuyết lá trã rơi trên mặt biển cả hai có những cảm xúc riêng tư trong lòng không nói nên lời. Sau khi đã tiễn Takagi về tận nhà, Nishikata mới bắt đầu quay trở về. Cô vẫn cứ ngồi ngắm nghiêm mãi tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh kèm theo món quà của cậu ấy. Và Nishikata cũng có nhận được một tấm thiệp chúc mừng từ Takagi. Tập 10 đã là ngày đầu tiên của năm mới Nishikata đang nhớ lại cái lần mình nắm tay Takagi năm ngoái. Còn lúc này tình cờ gặp Takagi ở đây hai người chúc mừng năm mới lẫn nhau. Cô nói cái khăn tay cậu tặng mình ấm lắm rồi rủ cùng nhau lên cầu nguyện. Takagi còn nhận xét hôm nay đông thật toàn là gia đình và các cặp đôi lại làm cậu thấy khó xử. Nishikata cầu cho năm nay không còn bị Takagi trêu chọc nhưng có vẻ đã bị cô bạn đoán trúng phóc. Sau đó Takagi ngỏ ý muốn thi đấu một trận giúp quẻ bói xem quẻ của ai tốt hơn thì thắng nishikata rút trước cậu chúng ngay quẻ cắt tức quẻ bói tốt đường thứ hai đang rất ung dung thì takagi rút được ngay quẻ đại cắt mới gây chứ hai người đi uống một cốc rượu ngọt làm ấm người nãy giờ nishikata vẫn còn mải suy nghĩ về lời cầu nguyện của takagi ban nãy mà mãi cũng không đoán đúng đúng lúc đó mẹ gọi điện tới nên cô phải rời đi thấy nishikata định nói gì đó takagi còn chưa cậu muốn ở bên từ lâu hơn nữa hả không phải vậy nishikata chỉ muốn lần thi rút quẻ nam sau mình sẽ giành chiến thắng Ý cậu là năm sau chúng mình cũng đi lễ cùng nhau nữa sao? Vậy thì Takagi cũng rất mong năm sau sẽ lại được tới đây cùng nhau. Giờ cô mới tiết lộ điều mà mình đã cầu nguyện hồi nãy là muốn lại được Nishikata rủ đi hẹn hò tiếp. Nhưng thánh của chúng ta không tin cho rằng chỉ là đùa thôi. Sáng hôm nay ngủ dậy vừa mới mở cửa ra là hình ảnh tuyết rơi dày đặc. Nishikata vội vã đi gặp Takagi ở điểm hẹn. Có lẽ phải cỡ 5 năm rồi mới có đợt tuyết rơi dày đến vậy. Nhưng rồi lại lật mặt nói không phải mình đang háo hức hay gì đâu cậu chấp nhận cuộc thi xây người tuyết với bạn, chợt thấy Takagi không đeo cái găng tay mình tặng làm cậu có chút cảm giác gì đó. Nhưng hóa ra vì hôm nay tuyết rất ướt nên cô mới phải đổi cái này. Nishikata rất đắc thắng vì xây người tuyết khổng lồ là sở trường của cậu từ hồi tiểu học. Thời gian trong vòng 30 phút ai làm được người tuyết tốt hơn sẽ chiến thắng. Ngay đến cái từ tốt hơn thay vì người tuyết to hơn làm Nishikata bắt đầu hơi hoang mang nhưng mặc kệ trước mắt cậu cứ làm một con thật to đã. Trong khi Nishikata hì hục bắt tay vào làm luôn thì Takagi vẫn còn nhởn nhơ đi nhặt dụng cụ. Vậy là sau một hồi vất vả cũng xong cái thân chỉ còn mỗi đầu nữa thôi, nhưng ngó ra thấy con người tuyết của cô ấy đúng chuẩn kiểu người tuyết. Không thể bị phân tâm được Nishikata càng phải lăn cho nó to hơn nữa, cuối cùng cũng làm xong hai cục siêu to khổng lồ thì chỉ còn đúng 30 giây. Nhưng cho đến khi nhận ra cậu đã lỡ làm nó to đến mức không thể bê lên được, đến nỗi mà tháo cả găng tay ra cố hết sức bê thì rất tiếc đã hết giờ. Và tất nhiên người tuyết chưa hoàn thành của Nishikata đã thua thảm hại, nhưng Takagi vẫn muốn giúp cậu một tay hoàn thành nó. Hai người cùng nhau bê đầu đặt lên thì thấy nó vẫn xấu xí như thường, rồi Takagi bất ngờ nhận xét cứ như cặp đôi ấy nhỉ, ý là đang nói về hai con người tuyết. Đến lớp vào đầu năm mới cậu béo khoe trong một bữa sáng mình đã ăn hết 30 cái bánh mochi. Về phía nhóm của Mina nhỏ kể trong những ngày Tết mình đã thả diều chơi bài và đủ các trò cùng họ hàng, Sanae thì chạy khắp nơi đi thu thập tiền lì xì nên đã mua được đôi giày mới. Cuối cùng là Yukari nhỏ giấu không nói nhưng đứa nào chả biết lớp trưởng chắc lại nằm lười chảy thây ở nhà, hôm nay Nishikata tình cờ được Hojo gọi ra chỗ vắng nói chuyện, cô bắt đầu lúng túng hỏi cái tên Hamaguchi có thích gì không bởi sắp tới là sinh nhật cậu ta và Nishikata chơi thân với cậu ấy. Còn giải thích là cậu ta tặng qua mình trước nên mới đáp lễ chứ không có ý gì hết. Nishikata nhớ lại Hamaguchi mới nói dạo này hình như Hojo đang tập làm bánh quy, tuy cô ấy nấu ăn không giỏi nhưng cậu vẫn muốn được ăn thử ghê thế là nishikata ngây thơ trong sáng nói thẳng luôn hamaguchi muốn ăn bánh quy của hojo làm nghe đến đây làm nhỏ đổi hẳn thái độ sang thầm cười vui sướng nhưng vẫn giả bộ làm kêu hắn ta mà lại biết được mình đang tập làm bánh quy chiều đó trên đường về cùng nhau takagi thắc mắc trưa nay hojo nói chuyện gì với cậu vì cô có lỡ nhìn thấy nghĩ lại thì hojo đã nhờ mình giữ bí mật nên cậu cũng không muốn tiết lộ cơ mà takagi cũng đoán ra ngay chắc là hỏi về thứ hamaguchi muốn Thấy Nishikata vẫn còn muốn che giấu khiến cô chợt trầm ngâm hẳn đi, rồi bất ngờ hỏi nếu là cậu thì sẽ chọn quà gì. Cô chỉ muốn tham khảo để mua món quà cho một bạn nam 15 tuổi, nhưng thánh của chúng ta rất tỉnh và đẹp trai dám chắc đó lại là con chó. Cơ mà con chó hồi đó đã 16 tuổi rồi còn đâu, Takagi mới nói rõ hơn là một bạn nam sơ trung năm bà. Điều này làm Nishikata có chút cảm giác gì đó khiến cậu không thể nghĩ ra món quà gợi ý được, thì bất ngờ Takagi nói đó chính là cậu đấy làm thánh của chúng ta đỏ bừng mặt. Năm nay cậu đang 14 tuổi thì sinh nhật tới trả là 15 và Takagi muốn mua quà sinh nhật cho cậu. Không hiểu sao nghe được những lời này lại khiến Nishikata thấy nhẹ nhõm, cậu mới thừa nhận mình đã hứa sẽ giữ bí mật chuyện với Hojo rồi nên không thể kể được. Takagi cũng xin lỗi vì vừa rồi đã bắt nạt cậu. Bình thường chỉ là trêu chọc thôi nhưng chuyện vừa rồi cô thấy mình đã thực sự bắt nạt Nishikata. Còn lý do vì sao Takagi làm vậy thì cậu chẳng thể đoán ra được. Có ai xem đến đây đoán được lý do thì để lại dưới phần bình luận cho Tenny biết với. Tập 11 Hôm nay đã là ngày Valentine Nishikata dám chắc Takagi cũng sẽ tranh thủ dịp này để chơi mình. Vừa mở tủ giày ra đã thấy ba hộp quà kiểu gì nó cũng là hộp bất ngờ hay thứ gì tương tự, nhưng đến khi cầm lên thì thấy thứ này được chuẩn bị thật sự tử tế. Và mỗi lá thư đều ghi chữ gửi Senpai em đã thích anh từ hồi lễ hội, với lại đây cũng không phải nét chữ của Takagi. Cậu liền cất hết vào cặp rồi giòn rén tiến vào lớp cố gắng làm sao không để Takagi hỏi về vụ sô-cô-la, bất ngờ cô hỏi hôm nay là ngày gì. Nhưng Nishikata đã tính cả rồi cậu nói hôm nay là ngày 14 tháng 2 ngày cá mòi khô. Rồi bảo Takagi thử viết ngày 14 tháng 2 lên bảng thì đúng thật có thể đọc nó là cá mòi khô theo cách chơi chữ. Nishikata còn lái sang chủ đề khác muốn chơi đấu từ đồng âm. Cậu bắt đầu viết lên bảng con số 084 nhưng thế quái nào Takagi đoán ra luôn là chào buổi sáng. Đến lượt cô viết ra số 8080 thì Nishikata đoán được là lộ rồi nhé. Rồi thánh lại hoàng hồn không lẽ vụ sô-cô-la của mình đã bị lộ rồi. Cơ mà đáp án sai rồi cái này có nghĩa là nắng vàng cơ, mà cậu chợt nhận ra việc gì mình phải giấu vụ sô cô la với Takagi chứ cứ nói thẳng ra cũng đâu có sao. Hình phạt cho trận thua vừa rồi là Nishikata phải xem lại bài tập giúp Takagi. Cậu thấy hơi lạ Takagi mà lại nhờ mình xem bài tập giúp thì mới chợt nhận ra mình mà mở cặp sẽ bị lộ chỗ sô cô la mất. Đến nước này định thú nhận với cô ấy luôn nhưng không hiểu sao Takagi lại thôi không hỏi bài nữa. Nếu là Takagi của mọi khi chắc chắn sẽ sân sổ hơn mà chọc cười. Và Nishikata đâu biết nét mặt lúc này của cô bạn ra sao. Nhưng dịp Valentine Mina có món quà tự làm tặng cho hai cô bạn thân làm Yukari rất xúc động. Nhưng có vẻ cái tình bạn của ba người đã bị nhão nhất hết rồi. Thì ra tại Mina đã lỡ để miếng rán sửa bên cạnh nên sô-cô-la mới tan chảy. Nhỏ buồn đến nỗi khóc luôn rồi. Yukari phải vội an ủi sô-cô-la như này càng làm tình bạn chúng ta bền chặt hơn. Và hai người cũng đã mua quà tặng lại cho Mina rồi. Thấy cảnh thằng Nakai đang được Mano tặng quà làm hội nhóm những thanh niên cô đơn càng đau buồn, nhưng bất ngờ Hojo tiến lại gần muốn tặng sô cô la cho Hamaguchi, niềm vui thì ít mà nỗi đau lại càng nhiều hơn bởi thứ này là sô cô la mua ngoài. Trong khi rõ ràng hôm qua cậu thấy cô ấy mua nguyên liệu làm, nếu vậy người được Hojo tặng sô cô la tự làm mới là tình yêu của cô ấy. Trong giờ học hôm nay Nishikata cứ mãi suy nghĩ mông lung không tập trung vào bài giảng. Bình thường Takagi sẽ nhân dịp này chơi chọc mình rất nhiều, nếu vậy cậu đành chủ động xem sao liền rủ bạn thi lăn tẩy ai lăn được ra vụn dài hơn sẽ thắng. Lần này Nishikata sẽ chấp nhận chịu thua và lấy cái cơ đó để kể ra vụ được tặng sô cô la hôm nay. Nhưng chả hiểu kiểu gì lại đúng dịp này cậu làm được kỷ lục ra cái vụn dài 3,5cm, Takagi thì nãy giờ vẫn không chơi chọc gì. Nishikata nói ra luôn nếu lần này mình mà thua sẽ tiết lộ cho bạn biết một bí mật, nhưng hết sức bất ngờ hôm nay Takagi lại muốn bỏ cuộc không thi đấu nữa. Cậu hết lời cổ vũ bạn cố gắng lên thì hú hồn ông thầy đứng ngay bên cạnh. Thầy hỏi một câu mà Thánh không trả lời được lập tức bị phạt đứng làm trò cười cho cả lớp. Nhưng dù sao được thấy Takagi trở lại bình thường thì thật đáng mừng. Vào giờ ra chơi đột nhiên có ba cô bé lớp dưới tới tìm Nishikata. Ba em ấy lúng túng nói về sô cô la của tụi mình làm thằng răng chuột cây cù muôn pha đắm lắm nhưng cậu béo đã cản lại. Đúng lúc Takagi đi ngang qua thấy cảnh Nishikata đang từ chối và trả lại món quà. Mọi người xung quanh ai nấy đều bất ngờ, nhưng hóa ra ba cô bé tới cũng định xin lại món quà rồi vì để nhầm tủ giày. Người mà chúng nó muốn tặng là anh bạn Shibasaki diễn vai con chó trong lễ hội cơ. Nishikata thì thật sự rất mừng như vậy sẽ không có gì phải giấu giếm Takagi nữa. Về phía sát boy Hamaguchi đang đứng sâu đời ngửa cổ nhìn trời hận đời vô đối. Đúng lúc Hojo đi ngang qua hỏi có chuyện gì cậu đáp không có gì hết. Thế nhưng chơi với nhau bao nhiêu lâu đủ để cô nhận ra biểu hiện vừa rồi là đang buồn rầu. Hamaguchi mới hỏi thẳng Hojo đã tặng được sô-cô-la tình yêu rồi chứ, rồi thừa nhận hôm qua có thấy bạn đi mua nguyên liệu tự làm ở siêu thị. Đến nước này cô mới tiết lộ mình lỡ nấu cháy hết rồi, nghe đến đây Hamaguchi sung sướng mà cười thành tiếng. Thầm nghĩ có lẽ mình là người duy nhất được Hojo tặng sô-cô-la, rốt cuộc năm nay Nishikata đã không nhận được sô-cô-la từ Takagi mà có chút buồn trong lòng. Tới đền lại thấy xe đạp của bạn và vẫn là hình bóng ấy đang ngồi phía góc tối ngôi đền. Takagi đang nhắn tin cho một ai đó để hẹn mai đến trường sớm có cái này cô muốn đưa cho nhưng cứ nhắn rồi lại xóa đi liên tục không dám gửi và chốt lại bằng câu gặp nhau bây giờ được không mà đúng lúc nishikata xuất hiện và cậu đã nhận được tin nhắn vừa rồi nishikata kể chuyện mình bị đưa nhầm sô so cô la hôm nay và đã định kể cho takagi nhưng lại chưa có dịp cậu cứ bồn trồn mãi nhưng thật ra takagi đã biết rồi và cô cũng bồn trồn không kém không hiểu sao nghĩ đến chuyện nishikata được tặng sô so cô la cô lại không đủ dũng cảm để nghe kể còn sợ mình sẽ lại bắt nạt cậu như lần trước. Takagi không muốn một bản thân như vậy chút nào rồi quay ra xin lỗi Nishikata. Nhưng cậu vẫn chưa hiểu lý do sao cô bạn lại biết mình được tặng sô-cô-la cho lắm. Thì ra là vì hồi sáng Takagi đã định để món quả của mình vào tủ giày Nishikata. Rồi nghĩ lại định chuyển sang ngày mai nhưng rồi vẫn quyết định là muốn tặng luôn. Đối diện với sự chân thành của bạn khiến Nishikata đỏ ửng mặt nhận lấy nó. Cậu mở ra đó là cá mòi khô, hóa ra lại bị nhỏ bắt thóp nữa rồi. Nhưng Takagi cũng đã rất mừng khi sáng nay cậu nói hôm nay là ngày cá mòi khô, kiểu tư tưởng lớn gặp nhau vậy. Thôi xong thánh của chúng ta mặt còn đỏ hơn quả cà chua nữa rồi, Takagi mới xin lại túi cá mòi khô về cho mèo ăn, còn đây mới là món quà tặng cho Nishikata. Cô muốn ngày mai hai đứa chơi lại cái trò lăn tẩy, ngày hôm sau Hamaguchi rất nghiêm túc gọi đám bạn ra vì cậu ta định sẽ tỏ tình với Hojo vào ngày Valentine trắng và cũng nhân tiện yêu cầu Nishikata phải tỏ tình với Takagi vào ngày đó luôn, bởi một mình tỏ tình thì sợ lắm đến nỗi khóc luôn rồi. Tập 12. Trên đường đi học hôm nay Nishikata cứ mãi nghĩ mãi về câu nói của Hamaguchi, dặn lòng mình đâu có thích Takagi đâu mà tỏ tình, cơ mà trong đầu cậu lại lóe lên một câu hỏi mình thích Takagi sao? Thì đột nhiên cô bạn hỏi cậu có thích không làm Thánh vội vàng phủ nhận ngay. Mà nãy giờ Takagi đang nói về món bánh bao cơ nhưng Nishikata có nghe được chữ nào vào đầu đâu, cô còn thắc mắc cái thứ Nishikata đang mày nghĩ trong đầu cậu có ghét nó không. Nishikata đáp cũng không hẳn là ghét, Takagi lại hỏi dồn nữa nếu buộc phải chọn giữa thích và ghét thì chắc cậu sẽ chọn thích nhỉ. Mà nghĩ lại thì Nishikata không thích bị Takagi trêu nhưng cũng không ghét chuyện đi cùng cô ấy, với lại thật sự Takagi cũng rất dễ thương, càng nghĩ cậu lại càng ngượng ngùng hơn, còn Takagi nãy giờ thì cứ cười phá lên khi nhìn vào mặt cậu. Chỉ vì cái chuyện này làm Nishikata không tài nào tập trung vào học bài được. Nếu vậy thay vì tỏ tình thì vào ngày Valentine trắng cậu sẽ thi đấu và giành chiến thắng ngoạn mục. Trên lớp Nishikata đang loay hoay chuẩn bị vũ khí cho cuộc thi tối thượng. Cậu tưởng tượng ra cảnh vào ngày 14 tháng 3 Takagi sẽ sung sướng khi mở tủ ra thấy một hộp quả Valentine trắng. Bên trong là một câu đố bí ẩn nó chỉ dẫn đến vị trí của cái hộp tiếp theo. Trải qua vài lần như thế Takagi sẽ phát hoảng mà chịu thua mà bất ngờ cô muốn nhờ cậu một việc vào ngày 14 tháng 3 rồi chỉ nhìn thẳng cậu không nói gì thêm, không lẽ cô ấy muốn tỏ tình làm Nishikata không biết phải nói sao bây giờ, nhưng hóa ra trước hôm đó Takagi phải đi dự đám cưới của họ hàng và trở về bằng thuyền vào ngày hôm đó. Nghĩa là đến tiết 2 ngày 14 cô mới trở về được nên nhờ Nishikata chép bài hộ. Nếu vậy thì càng tốt cậu sẽ có thêm nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Và rồi cuối cùng cũng đã đến ngày đó. Thế nhưng khi mở tủ giày cậu mới nhớ ra Takagi có nói mới mua đôi giày mới nên đã hết chỗ. Đành đổi kế hoạch bỏ vào ngăn bàn nhưng nó cũng đã chật ních. Tuy vậy Nishikata đâu có bỏ cuộc cậu giấu vào chỗ ghế ngồi rồi tiến đến địa điểm giấu cái hộp thứ hai. Nhưng đúng lúc Hamaguchi tới nói cuối cùng cũng đã đến ngày và chúc cả hai cùng cố gắng làm Nishikata sit thì bị dao động cần phải quên cái vụ tỏ tình ấy đi ngay lập tức. Việc chuẩn bị đã hoàn thành giờ thì ngồi chép bài hộ bạn rồi chờ đợi. Thế nhưng xui thay Takagi lại gửi tin nhắn nói rằng có gió mạnh nên thuyền bị hủy, vì vậy đã xin thầy cho nghỉ học hôm nay. Về phía cô cũng đang vô cùng tiếc nuối, trong khi đó hai thằng bạn kia đang chơi vật nhau sơ ý đánh rơi cái hộp của Nishikata thì Mina nhặt được. Hôm nay Takagi nghỉ thì nhiệm vụ tỏ tình vào Valentine trắng sẽ bị hủy và cũng không bị trêu chọc cả ngày nên Nishikata mừng lắm. Nhưng có vẻ như việc lướt sang bàn bên cạnh đã trở thành thói quen của cậu và giờ thì cảm thấy thật trống vắng. Nhỏ Mina đã mở cái hộp kia ra thì thấy một tờ mật mã, suy ngẫm một hồi cô đã dịch được nó có nghĩa là nhà kho để dụng cụ thể dục. Ba đứa lập tức tới đó tìm thì Sanae đã thấy cái hộp thứ hai, mở ra trong đó là một mảnh giấy có vẽ mật mã khác. Mina càng lúc càng hào hứng muốn ba người chung tay giải đố. Hôm nay Nishikata phải ngồi một mình ở thư viện thì có cậu béo đến tỏ vẻ tiếc nuối vì lỡ mất ngày tỏ tình của cậu cậu béo trả lại cuốn sách đã mượn nó nói về một đám con trai chiến đấu rất mãnh liệt với nhau. Nishikata nhớ lại Takagi cũng từng đọc cuốn này rồi nhưng rõ ràng cô ấy đã đọc một lời thoại là tớ thích cậu mà. Về phía Mina đã giải được câu đồ ấy nhờ vào cây bút chì và tiến đến phòng khoa học. Chiếc hộp thứ ba lại là một câu hỏi nữa và cái này có vẻ khó hơn chút nhưng Yukari đã giải được là ở bể bơi. Trong khi đó Hamaguchi đang tặng sô-cô-la -cô của Valentine trắng cho Hojo, nhỏ làm bộ lạnh lùng mà đành nhận tạm hojo vẫn cứ chờ đợi một điều gì đó cho đến đoạn hai người chia tay ra về thì hamaguchi đã gọi cô bạn lại rồi ấp úng như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không dám nói chỉ biết hẹn mai gặp lại rồi đứng khóc một mình nishikata nhận được tin thuyền đã chạy trở lại rồi nên chiều nay takagi sẽ về cậu liền mở cuốn sách mà cậu béo mới trả lại thư viện ra đọc thử để tìm câu thoại tớ thích cậu nhưng sao tìm mãi vẫn không thấy nếu lỡ như đó không phải trò đùa của takagi mà là cảm xúc thật sự của cô ấy thì sao Nghĩ đến đây Nishikata lập tức cầm hộp quà và chạy hết sức đi bắt chuyến xe buýt Về phía nhóm Mina đã tìm đến hộp thứ 10 luôn rồi. Chiếc hộp cuối cùng này có ghi chữ Nishikata thì lớp trưởng mới hiểu đó là món quà cậu ấy muốn gửi cho Takagi. Ngay lập tức bắt cả bọn đem trả lại từng chiếc hộp vào đúng vị trí cũ. Nishikata thì đang trên đường đi tới cảng cậu chạy hết sức và thấy Takagi đã lên xe trở về nhà. Cậu đuổi theo nhưng bị ngã đánh rơi hộp quà. Dù vậy vẫn không bỏ cuộc nhất định chạy với theo cái ô tô đó về phía nhóm của lớp trưởng đang rất nể nishikata một mình mà có thể làm được trò đó sức mạnh tình yêu của cậu ấy có lẽ sẽ khiến takagi mừng lắm nishikata thì vẫn cứ chạy và chạy mặc cho có bị ngã cậu cũng nhanh chóng đứng lên chạy tiếp takagi đang ngồi trong xe chụp ảnh mà vô tình thấy từ đằng xa lờ mờ hình bóng cậu ấy cô lập tức xin xuống xe nói với bố mẹ sẽ bắt xe buýt về nhà sau rồi chạy ngược trở lại về phía nishikata cuối cùng hai người cũng đã gặp được nhau cậu vừa thở hổn hển vừa nói mình ở đây là vì muốn gặp takagi Nishikata đứng thẳng dậy nghiêm túc nói rõ một lần nữa cậu muốn được gặp Takagi làm cô bạn suýt thì không kiềm chế được. Nishikata xin lỗi vì đã làm rơi quà nhưng cậu chỉ muốn đáp lễ đúng ngày, nếu là quà đáp lễ thì Takagi đã nhận được rồi đó là tấm lòng của Nishikata. Rồi nắm lấy tay mà cảm ơn cậu, trong một không gian lãng mạn với những cánh hoa anh đào bay phấp phới hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Vậy là đã hết mùa ba của bộ anime rồi, các bạn hãy cùng đón chờ movie tức phần cuối của bộ phim với cái kết ngọt ngào sẽ sớm được ra mắt nhé.